Bangkok 2019 đi qua nó thấy thì ở Duy đang đi từ cái khu khách sạn của mình là chiếc là khu khách sạn Ivy Hotel này, nó là chiếc đó, thì có mấy cái cầu đi bộ được nối liền thẳng khách sạn đi sang tới khu tổ chức triển lãm luôn. Đó là một cái điểm rất hay rồi, nhưng mà tại sao ạ? Nhưng mà ở trên cái cầu đi bộ này còn được hỗ trợ bởi cái line chạy bằng điện đây, để chúng ta có thể giảm bớt cái thời gian di chuyển. Chúng ta có thể đi bộ đấy, bắt đầu có thể cười cũng sợ thôi. Đó, đi học quá là bấm cái nét luôn. Ở đây đang là một trên đường ẩm thực ạ. Nhưng mà khi chúng ta đi qua trên đường ẩm thực đến tới cánh cổng chào đón của cái cầu Bangkok, hứa hẹn rằng ngày mai thôi là tất cả những xe hot sẽ được Autodaily truyền trực tiếp tin Bangkok Motor Show. Quý vị các bạn, đây các bạn có thể gặp những nhân vật quá khét thưởng, anh xe cỏ. Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Quý vị, hiện tại thì ekip của chúng tôi đã có mặt tại Bangkok Motor Show và hy vọng sẽ cập nhật thông tin mới nhất về những sản phẩm mới nhất mà như bạn đã nói kịp thời cho các bạn hãy đừng quên hãy đăng ký này, hãy rung chuông, hãy comment, tiếp tục đưa thông tin tới các bạn xem nhất. Bây giờ giới thiệu qua những công tác chuẩn bị của triển lãm là rất tổ chức, phải nói là quá tuyệt vời rồi, như là việc các bạn có thể thấy đó, thì tất cả những công tác chuẩn bị này rồi là cái vấn đề đi lại là tất cả cái quy hoạch xung quanh đều được đơn vị tổ chức triển lãm làm việc rất là chỉn chu và đầy đủ đến cái mức mà mình sang đến đây ấy, mình ao ước rằng là biết bao giờ ở Việt Nam mình cũng triển lãm ở Việt Nam mình ở SDCC quận 7 có thể tổ chức cái buổi họp báo cho người dân tham quan, cho báo chí, những đơn vị báo chí thỏa sức tác nghiệp như thế này. Dựng rằng ở trong triển lãm Motor Show Bangkok năm 2019 ấy, sẽ có rất nhiều những cái tên tuổi hot, các bạn có thể đoán được không ạ? Hay cái gì các bạn có biết không ạ? Không, chính là Kulinen. Kulinen là một sản phẩm có thể nói là một siêu phẩm của làng xe thế giới. Ngay ngày mai, dựng rằng nếu như xuất hiện ở các triển lãm Motor Show Bangkok 2019 thì Autodaily sẽ gửi tới VIP các bạn bài đánh giá chi tiết nhất ngay thì có thể. Quý vị các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autodaily để chúng ta cùng nhau trao đổi, cùng nhau cập nhật những cái thông tin mới nhất với các mẫu xe tại triển lãm Bangkok Motor Show năm nay. Vâng, bây giờ thì mời quý vị và bạn có thể tiếp tục tham quan cái show hình ảnh về quang cảnh nơi đây. Đúng không ạ? Gương cầm PC cảnh gió carbon nhá. Này, cái giá trị nằm ở trong này này, V10 FSI này.
là nó phải nói đây là we'll be right back.